đệ nhất thiếu lâm y long tái xuất tuyên bố sẽ tái đấu với thánh mười thái những phát ngôn mới nhất của y long chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ võ thuật trung quốc cảm thấy rất hài lòng theo tờ báo sohu thì cách đến ngày đài truyền hình hà nam trung quốc đã sản xuất bộ phim tài liệu y long để kỷ niệm 10 năm thi đấu chuyên nghiệp của võ sĩ người sơn đông trong chương trình này y long đã đưa ra một thông báo chính thức rằng anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương đồng thời khẳng định mục tiêu lớn nhất ở phần còn lại của sự nghiệp chính là một lần nữa tái đấu với Thánh Mây Thái Bồ Cao. Ở lần chạm trán đầu tiên vào năm 2015 tại Trung Quốc, Y Long đã để thua Bồ Cao bằng tính điểm, dù cho võ sĩ người Thái Lan đã phải vào viện để khâu vết rách ở vùng đầu sau trận đấu. Một năm sau, hai võ sĩ tái đấu trên đất Trung Quốc đến lượt Y Long giành chiến thắng bằng tính điểm. Tuy nhiên, đây là màn thượng đài gây tranh cãi gây gắt và dư luận cho rằng các trọng tài đã cố tình xử ép với Bồ Cao. Theo tờ Sohu thì ở bộ phim tài liệu này sau khi phủ nhận thông tin rằng anh sẽ giải nghệ, đệ nhất Thiếu Lâm đã khẳng định rằng anh chắc chắn sẽ tái đấu một lần nữa với Bua Cao và trận đấu này có thể sẽ không diễn ra ở Trung Quốc. Y Long trả lời một cách đầy tự tin khi bị so sánh với Bua Cao. Có thể anh ấy mạnh hơn tôi ở những đòn đá, nhưng ngược lại anh ấy lại không phải là đối thủ của tôi ở những cú đấm. Tôi nghĩ những cú đấm của anh ấy không thể nặng bằng tôi. Võ sĩ sinh năm 1987 cũng chỉ trích về việc một số cư dân mạng ở Trung Quốc đã thần thánh hóa Bô Cao. Bô Cao đúng là một võ sĩ xuất sắc nhưng không phải là người bất khả chiến bại. Mọi người không cần phải thần thánh hóa anh ấy quá nhiều. Hồi năm 2019, thực tế là Y Long và Bô Cao đã chốt được lịch để thượng đài lần thứ ba ở một địa điểm trung lập. Nhưng sau đó, Y Long bất ngờ dính chấn thương lưng nên trận đấu này bất đắc dĩ phải bị bỏ. Sau khoảng hơn nửa năm điều trị, chấn thương của Y Long đã hồi phục hoàn toàn. Trước khi tái đấu với Bua Cao thì Y Long cũng khẳng định rằng anh sẽ thượng đài với một võ sĩ tán thủ rất mạnh người đồng hương đó là Lý Huyền Vũ. Tuy nhiên sau quá trình điều trị chấn thương thì phong độ của Y Long vẫn đang là yếu tố gây ra nhiều hoài nghi với người hâm mộ võ thuật ở Trung Quốc. Tường thắng, con hổ thiếu lâm nhào lộn ăn mừng rồi gặp cái kết đắng bởi võ sĩ Mây Thái. Võ sĩ Vũ Tăng Nhất Hổ đã ăn mừng quá sớm trong trận kịch chiến nghe thở với một đấu sĩ Mây Thái Đồng Hương. Website Aisin World Trung Quốc mới đây đăng tải đoạn clip trận thượng đài giữa hai võ sĩ Vũ Tăng Nhất Hổ Phái Thiếu Lâm với đối thủ Đồng Hương Vương Diên Long đến từ môn Mây Thái. Hai võ sĩ đánh theo luật kickboxing. Trận đấu trở nên hấp dẫn ngay từ thời điểm đầu trận đấu. Hai võ sĩ không hề áp dụng chiến thuật thăm dò mà đôi công dồn dập ngay sau tiếng cồng khai cuộc võ sĩ vũ tăng nhất hổ nhiều lần quật ngã đối thủ xuống sàn nhưng cũng bị vương diên long đấm chảy máu mũi ở trận thượng đài này võ sĩ y long với trang phục của một nhà sư cũng xuất hiện với vai trò khách mời ngoài việc phân tích về chuyên môn y long còn kiêm cả vai trò là người chăm sóc cho nhất hổ sau so mỗi hiệp đấu thế trận đôi công căng thẳng và hấp dẫn kéo dài suốt ở những hiệp đấu sau đó đến cuối hiệp thứ ba vũ tăng nhất hổ vì quá tự tin đã thực hiện động tác trồng cây chuối rồi nhào lộn ăn mừng. Hành động này khiến anh bị trọng tài nhắc nhở bởi đó là thời điểm mà hiệp đấu còn chưa kết thúc. Sự kịch tính khó lường tiếp tục được đẩy lên cao trào ở hai hiệp cuối, đặc biệt ở hiệp thứ năm do đều bung sức từ quá sớm nên cả Vũ Tăng Nhất Hổ và Diên Long đều tỏ ra bị kiệt sức. Đòn đánh của cả hai đều tỏ ra thiếu hẳn về lực lẫn độ chính xác. Tuy nhiên cả hai đều trụ vững đến hết hiệp thi đấu thứ năm thay vì bị hạ nấu ao. Sau năm hiệp kịch chiến đầy căng thẳng trọng tài đã phải dựa vào điểm số để phân định kết quả và Vương Diên Long là người được xử thắng. Đây là kết cục bất ngờ với Vũ Tăng Nhất Hổ, khi anh tỏ ra quá tự tin vì ăn mừng quá sớm ngay từ hiệp 3. Vũ Tăng Nhất Hổ là võ sĩ sinh năm 1987 tại tỉnh Sơn Đông, bằng tuổi và đồng hương với Y Long, anh được coi là thế hệ thứ 34 ở Thiếu Lâm Tự. Mới đây theo một bài báo Trung Quốc thì không phải Y Long mà chính Vũ Tăng Nhất Hổ mới là võ sĩ chuyên nghiệp duy nhất có thể đại diện cho Thiếu Lâm thượng đài ở các giải đấu võ thuật nhà nghề quốc tế. Tung cú đấm uy lực, đệ tử Thiếu Lâm hạ nốc ao đối thủ chỉ sau 60 giây. Màn trình diễn trên sàn đấu của võ sĩ Bồ Đông Đông đã làm dạng danh môn phái Thiếu Lâm. Hai đấu thủ tham dự cuộc tỷ thí là đệ nhất Thiếu Lâm Bồ Đông Đông và võ sĩ Lý Lỗi. Được giới thiệu là một chiến binh khá nhiều kinh nghiệm, Lý Lỗi nhập cuộc tự tin và tung ra được nhiều đòn tấn công. Nhưng cuối cùng võ sĩ này đã đổ gục xuống sàn sau một đòn đấm đầy uy lực của Bồ Đông Đông. Hạn ao đối thủ chỉ sau vỏn vẹn 60 giây, Bồ Đông Đông nhận được nhiều lời khen từ giới võ thuật, song cũng có một số ý kiến cho rằng anh chỉ thắng may mắn và chưa chắc đã hạ được lý lỗi nếu tái đấu.